Xin chào các bạn. Nhà giáo khi nghe hai từ này thôi đã thấy thiêng liêng cao quý rồi. Và đây được xem là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Là những kỹ sư tâm hồn, những người lái đò không biết mệt mỏi, chèo lái con thuyền, đưa những tâm hồn trong sáng qua sông, đi xây dựng đất nước. Từ xưa đến nay, Việt Nam được xem là đất nước có truyền thống hiếu học, ham học hỏi, truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp, được gìn giữ qua bao thế hệ. Nhưng có lẽ giờ đây truyền thống ấy đang ngày càng phai nhạt dần trong xã hội mà đang được chi phối bởi đồng tiền. Nền giáo dục ngày càng đi xuống, vậy thì lý do thật sự ở đây là gì? Hãy xem hết video này để có cái nhìn đúng về nền giáo dục hiện nay các bạn nhé. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao nền giáo dục ngày càng đi xuống, trong khi xã hội ngày càng phát triển, một tỷ lệ nghịch khá vô lý. Và nó cũng sẽ lý giải vì sao truyền thống tôn sư trọng đạo không còn tốt đẹp như trước nữa. Thứ nhất là đội ngũ giáo viên kém chất lượng. Ngày xưa, nhiều thầy cô không học hàm học vị, nhưng lại đào tạo ra rất nhiều tiến sĩ chất lượng. Các thầy cô ấy rất giỏi, nhiều kiến thức, được học trò xem như là thần tượng, kính trọng và tôn sùng. Còn ngày nay thì sao? Chất lượng đào tạo thì không cao, tiêu cực thì nhiều. Chưa kể chuộng bằng cấp nên đua nhau đi học để có nhiều bằng, nhưng lại ít kiến thức trong đầu. Thậm chí là bỏ tiền để mua một cái bằng giả để dễ xin việc, để nhanh lên chức. Nhiều người tốn thời gian để có được tấm bằng, nhưng chỉ là tiến sĩ giấy, chứ không áp dụng được bao nhiêu vào bài giảng để nâng tầm kiến thức cho học sinh. Thế thì thế học trò làm sao khá lên được? Cũng đã lâu rồi chưa thấy vị tiến sĩ nào phát minh được cái gì giúp ích cho cuộc sống của người dân. Chắc các vị ấy bận quá nên không có thời gian. Thứ hai là chạy đua theo thành tích. Đây là thứ sai lầm nhất trong tất cả sai lầm. Nhà trường thích có nhiều học sinh giỏi, và ngành giáo dục thì lúc nào cũng cần những con số báo cáo thật đẹp. Từ đấy dẫn đến học sinh bị điểm thấp là thầy cô bị phê bình. Mình chưa nói gì đến cấp 2 hay cấp 3. Ngay đến các em tiểu học bây giờ, một lớp có 50 em học sinh thì có đến 49 em được giải khen. Hồi xưa đi học giỏi lắm thì mới được mấy em có giấy khen. Giấy khen hồi xưa cũng giống như thi cử, chính là thước đo năng lực của một người, chứ không phải giấy khen tràn lan như bây giờ, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thêm tốn kém của phụ huynh mà thôi. Rồi thì chạy đua với chương trình, chạy đua với điểm số. Những môn phụ thì nhường cho môn chính. Học sinh bị điểm kém thì giáo viên sợ bị phê bình là không biết dạy, không có chuyên môn, nên đành phải ra đề dễ một tí. Và chính vấn nạn tiêu cực trong thi cử là bằng chứng cho việc của bệnh thành tích trong giáo dục. Cuối cùng là bệnh tham nhũng. Đây là vấn nạn nghiêm trọng nhất không riêng ngành giáo dục, là nguyên nhân chính gây sự đi xuống của nền giáo dục Việt Nam, là lý do khiến các nguyên nhân khác vẫn còn tồn tại. Tham nhũng thì lương thấp, không thu hút được nhân tài. Không có nhân tài thì làm gì có triết lý dạy sâu sắc. Đúng là lương giáo viên thấp so với nhiều ngành nghề khác, trong khi công việc cũng rất áp lực, thì tự hỏi làm sao mà tâm huyết với nghề được, rồi phải đi dạy thêm môn phụ không ai học thì làm thêm việc khác. Có một nghịch lý là ai cũng muốn con mình được học thầy cô giỏi, nhưng ngành sư phạm thì lại có điểm tuyển sinh thấp nhất. Chính vì vậy, chỉ cần giải quyết được tham nhũng thì các nguyên nhân khác cũng sẽ tự động biến mất. Và chính sự đi xuống của nền giáo dục đã kéo theo truyền thống tôn sư trọng đạo không còn được đề cao như trước nữa. Một khi không còn tôn sư thì lấy đâu ra trọng đạo? Ngày xưa, thầy trò gần gũi nhau lắm. Ngày lễ nhà giáo nhiều khi mua bó hoa hay món quà đơn giản là thầy cô và trò cùng vui, tình cảm ấm cúng lắm. Giờ thì khác rất nhiều, ngày lễ thầy cô quan trọng phong bì là bao nhiêu. Tình cảm nó không còn là thiêng liêng ấm áp nữa. Kể ra trong xã hội bây giờ thì đồng tiền chi phối con người ghê gớm thật. Và nghề giáo viên cũng không ngoại lệ. Người thầy không còn uy nghiêm như trước nữa, thậm chí bị coi thường. Và một khi bị coi thường thì học sinh sẽ không còn tôn sư. Đáng buồn nữa là truyền học giờ cũng chỉ học cho có, học cho xong. Và thực tế là giờ học sinh thích lên mạng hơn là nghe thầy cô giáo giảng bài, nhất là mấy môn lịch sử, địa lý, xã hội. Tóm lại, nghề giáo xuống cấp và bị xem thường thì chắc chắn giáo dục không phát triển, xã hội sẽ ngày càng đi xuống. Dù có thế nào đi nữa thì người thầy vẫn là người ảnh hưởng đến nhân cách học sinh nhiều nhất.
Muốn có ảnh hưởng tốt thì người thầy phải tốt trên nhiều phương diện, đó là nhân cách, tâm hồn, đạo đức, trí tuệ và tài năng. Nhìn vào hình ảnh của người thầy, nhìn vào cách đối đãi của xã hội đối với người thầy, người ta sẽ đánh giá được đạo đức và sự phát triển của một đất nước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.